Em xin kính chào các bác đã đến với video của em kênh hàng nhật Bảy thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu là một mẫu siêu siêu hot luôn đó là nồi Tiger một lít sản xuất 2019 son gớm mẫu đời mới nha các bác thì uh, màu nâu có, có hoa văn cá gô nè quá thấy không? hình thức còn rất là mới đẹp thì mua cái nồi này về các bác chỉ bấm nút này nấu cho em thôi đó, chế độ 51 phút mà hình lấy có giọng nấu luôn nha thì uh, không nấu các bác tắt cho em lúc này các bác hẹn giờ là lúc này hẹn giờ 30 phút hẹn giờ hai ba khung giờ khung giờ nhất khung giờ thứ hai nè nó khung giờ thứ ba luôn tắt nha thì cái năm mức này là chỉnh ba mức cơm chế nè là mức một nè mức hai nè mức ba nè à, có nấu sôi nè nấu cháo nè nấu nhanh nè nấu gạo lứt nè nấu sôi nè đó thì nhiều cái chức năng nấu lắm mình muốn chức năng nào mình nấu vào đó chức năng gạo lứt nha các bác nên năng gạo lúc là 83 phút thì bác nào mà gia đình mình có ăn gạo lúc thì hãy mua nồi này. Đó, không nấu tắt nút này cho em nè Thì nồi sẽ có rất nhiều chức năng nấu. Thì này, này nút này là chỉnh nè, Tắt cho em. Thì em đã test ok hết rồi nha, nè. Đồng hồ này chạy ten ten nè. Đó rất chứng, chứng đỏ là em đang bán hàng của em rất là bình thường nha thì để, uh, để cho các bác xem thì có phải là nó chân thật nha đó. Đó. rồi và đã đi vào nội thất nha các bác. đây nội thất thì uh, con xanh mướt đây. Trời thường em quay ngoại thất trước nha, nhưng mà để video này em quay nội thất trước. đây lòng cũng đẹp nha các bác. thì cái son gốm mà lại lòng đẹp thì nó cũng rất là hiếm. đó các bác thấy không? Đó, son gốm có nấu ba mức nấu không cháy. Ít cái đẹp lắm nhưng mà để được cái nồi này thì Nó rất là đẹp luôn Đây có chữ nè Nồi màu nâu son cũng màu nâu nâu luôn nè Đúng là phần 100% là như các bác thấy như vậy đó. Đây bên trong cũng sạch đẹp nha các bác Nên Các bác đang có nhu cầu mà à, Gia đình mình thích ăn cơm cháy Hoặc là một cái nồi để bền bỉ Mà đời mới Thì hãy mua cái nồi này nha Rất là phù hợp Ừ, chất lượng đây là gì là được trái nè cơm ngon bền hàng đời mới luôn đó cái bây giờ các bác tầm mua đồ này ở bên nhật thì tầm cũng hai mấy triệu nếu tính tiền việt mình đây áp sức hai bi dòng đời mới nè rất là ok luôn nói chung là những cái mẫu này thì một số bác mà kiểu biết chơi hàng nhật đó, rất là thích vì sao vì nó sang trọng đẳng cấp đó và độ bền này nó cao đây các bác thấy không bữa nay cái cái bàn xây của em nó lạc đâu em chưa kìm gặp được đây nó chạy tí xíu nha các bác nó, nó chạy là kiểu dạng như dính phấn thôi chứ không phải là chạy mà để cộm tay mình gì hết bây giờ mặt cơ gom đây cũng chạy tí có sao em bán vậy thôi thì mong rằng là kiểu như các bác mình mua hàng đó, bãi thì mình đã biết là hàng bãi là hàng gì rồi đàn hàng đã qua sử dụng thì mua những cái hàng này thì tiết kiệm cho các bác là một số tiền rất khá khá lớn cái nồi này nhật tiền tệ cũng hai mấy triệu đó thì dạ, ở đây cũng có chạy đen tiếng nha các bác. đây cái thông số cho mình model di ban luôn điện áp là 100 công suất ngàn không trăm bảy quá thì các bác nào chưa có cục đổi nguồn điện thì em đang phục vụ cục đổi nguồn điện với giá là 550 000 năm công suất hai ngàn w để nấu được cái nồi cơm mà dư công suất luôn là không mười chín thì hôm nay em quay cận cảnh là quay nhanh luôn cho các bác luôn là rất là đẹp màu nâu có văn luôn rồi thì mẫu này em đang để với giá yêu thương cho các bác luôn là 3,2 triệu đó thì mua cọc cho em 500 nha chuyển đủ thì 3 ,2 triệu 2 thì em bao ship thì nhận hàng được kiểm tra trước mặt vô cục được cắm điện 100 và 110V em bán nồi bảo hành cho các bác là 3 tháng thì các bác cứ xem tham khảo nha ưng ý thì anh móc liên hệ với em thì mong có gà bà gần các bác thông cảm đừng mặc cả em cảm ơn thì giá em đưa ra là giá hợp lý giá nhiều nhiều người ta nói là giá sinh viên đó nhưng mà nồi này thì ba chị ngoài cũng không phải sinh viên đâu nhưng mà đối với em bán lời lời kiểu sinh viên đó các bác thì mong rằng các bác uh, hợp tình hợp lý hợp túi tiền các bác gọi chốt liền khỏi mặc cả mất thời gian của nhau uhm, em thì uh, công việc cũng nhiều lắm, cho nên là các bác xem kỹ rồi chốt nha, nhanh gọn thì em cảm ơn chân thành cảm ơn. Chúc các bác xem video nhiều sức khỏe vui vẻ. Xem được video nhớ đăng ký kênh nhé, nút like ủng hộ. Em cảm ơn các bác.